Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp tập trung đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hưng Yên đạt 13,4%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách tăng đột biến ước đạt 50.850 tỷ đồng, thu đầu người trên 102 triệu đồng, giải phóng mặt bằng trên 600 hectare, thành lập mới 9 cụm công nghiệp, thu hút 77 dự án mới với tổng số vốn trên 200 triệu đô la Mỹ và trên 21.000 tỷ đồng. Về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thu đầu người đạt 112 triệu đồng, giá trị canh tác trên 1 hectare đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 238 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%, có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin hoạt động của kỳ họp trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng lực sản xuất và các thương nhân đầu mối tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6 năm 2023. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối thực hiện nghiêm túc hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu đã được phân giao từ đầu năm và phần bổ sung. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá, nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể. Sáng nay tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, thu hút hơn 170 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia trưng bày. Triển lãm trưng bày và trình diễn các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành kết luận số 639 về việc đồng ý với chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông quan trọng, trong đó có dự án đang được kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó có đường kết nối di sản dọc sông Hồng nhằm kết nối giao thông vùng, hình thành tuyến kết nối các di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng và là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Dự án có chiều dài khoảng 57 km, chạy dọc sông Hồng từ huyện Văn Giang qua huyện Khói Châu, Kim Động đến thành phố Hưng Yên. Bề rộng nền đường từ 50 đến 80 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự kiến tổng mức đầu tư là gần 9.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. Ba tuyến còn lại là đường tránh DT376 huyện Yên Mỹ, đường Đông Tây 1 huyện Văn Giang và đường gom phía Nam đường sắt huyện Văn Lâm giai đoạn 2. Năm 2022, huyện Phù Cử tập trung đầu tư trên 40 tỷ đồng từ nguồn vốn đấu giá đất giãn dân của từng xã để xây mới 8 nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện. 8 nhà văn hóa được xây mới ở các thôn Phú Mãn, xã Phan Xào Nam, thôn Diệt Văn, xã Minh Tân, thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, thôn Đại Duy, xã Đoàn Đào, thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, thôn Tống Xá, Vũ Xá thuộc xã Tống Phan và thôn Trà Dương, xã Tống Chân. Đến nay, huyện Phù Cử đã có 41 trên 54 nhà văn hóa cấp thôn được xây dựng, tu sửa hoàn thiện theo các tiêu chí trên. Chiều ngày 8 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả thi tuyển hiệu phó cho 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, ông Phạm Hải Dương, giáo viên trường Trung học phổ thông An Nghĩa trúng tuyển làm phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Nghĩa. Bà Đoàn Thị Kim Dương, giáo viên trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây trúng tuyển làm phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây.
Bà Trần Mỹ Ngọc, giáo viên trường Trung học phổ thông Quang Trung trúng tuyển làm phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quang Trung. Được biết, có 14 giáo viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường Trung học phổ thông và phải trải qua vòng 1 thi viết và vòng thi trình bày đề án trả lời chất vấn của hội đồng thi tuyển. Nội dung thi xoay quanh việc đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động. Khoảng 18 giờ 30 tối ngày 5 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phát hiện ô tô tải vi phạm lỗi không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường nên đã dừng xe. Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải đang chở theo 1 tấn pháo lậu không có hóa đơn chứng từ, nghi xuất xứ từ Trung Quốc. Tài xế xe tải tên H, sinh năm 1989, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Làm việc với cơ quan chức năng, anh này cho hay nhận được một cuộc điện thoại qua Zalo của một người tên DH thuê chở hàng từ thị xã Sơn Tây đi từ Sơn Bắc Ninh với thù lao là 15.000 đồng một kg. Sau khi phát hiện lô pháo trên, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã đưa cả người và phương tiện bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc. Qua công tác nắm tình hình, đội nghiệp vụ cơ bản Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1989, trú tại thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra xác minh, từ đầu năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay từ 5 triệu đồng đến 1 tỷ đồng với mức lãi suất hàng triệu đồng một ngày. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Thắng sẽ cộng tiền lãi và tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe dọa người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi. Để điều hành hoạt động cho vay, Thắng lên mạng Internet mua và cài đặt ứng dụng để quản lý. Khám xét nơi ở của Thắng, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khai thác và thu giữ nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến việc cho vay của Thắng trong ứng dụng điện tử. Bước đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá World Cup 2022. Theo đó, các ngành chức năng, lực lượng liên quan phối hợp với ngành công an đẩy mạnh tuyên truyền tấn công trấn áp xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh trật tự, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hoạt động cá độ bóng đá. Ngành công an triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong giai đoạn diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Giới chức Trung Quốc mới công bố thêm 10 biện pháp bổ sung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có quy định cho phép các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly tại nhà hoặc có thể tự nguyện lựa chọn cách ly tập trung điều trị. Cùng với việc cho phép những người mắc COVID-19 dạng nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà, giới chức cũng yêu cầu loại bỏ phần lớn mã QR y tế, vốn là quy định bắt buộc đối với hầu hết các địa điểm công cộng. Những nơi không thuộc diện nguy cơ cao, không được hạn chế đi lại, không được dừng công việc, sản xuất kinh doanh. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với căn bệnh này cho đến nay. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tăng mức hỗ trợ một lần lên 500.000 yên, tương đương khoảng 3.600 đô la Mỹ từ tài khóa 2023 để hỗ trợ các bà mẹ sinh và chăm sóc con, giúp giảm gánh nặng tài chính và khuyến khích gia tăng dân số. Hiện nay mức hỗ trợ là 420.000 yên, được Bộ trưởng Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đề xuất tăng lên mức 500.000 yên, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay và là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2019. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm ngăn chặn đà giảm tỷ lệ sinh đang ở mức báo động tại quốc gia Đông Bắc Á. Trước đó, số liệu thống kê cho thấy chỉ có gần 600.000 trẻ em được sinh ra trong 9 tháng đầu năm nay, thấp hơn 4,9% so với năm ngoái và là con số thấp nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát về dân số hàng năm. Một loạt các bang của Mỹ vừa ra quyết định cấm nền tảng mạng xã hội TikTok trên hệ thống cơ quan công quyền do lo ngại về các rủi ro an ninh.
Maryland là cái tên mới nhất có chỉ thị khẩn cấp về việc cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các thiết bị và mạng lưới của các cơ quan chính quyền, sau một loạt các động thái tương tự của các chính quyền bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Trước đó, Thống đốc bang Carolina, South Dakota và South Carolina đã ký sắc lệnh cấm nhân viên và các nhà thầu của chính quyền không được lắp đặt hay sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của bang. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI từng cảnh báo nguy cơ TikTok thao túng nội dung và gây ảnh hưởng, đồng thời thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức 24/7 HITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!